Xin chào mọi người, xin chào chị yêu ạ. À. Dạ rồi em chào mọi người, chào chị yêu nha. Chào mừng các chị yêu đã quay trở lại với livestream tiếp theo của thời trang Dory. Mọi người ơi, em đã quay trở lại live rồi đây nha. Và hôm nay thì em sẽ lên cho chị yêu mình một cái em đầm, đó là mã đầm dạ hội rất là đẹp luôn. Chị yêu nào mọi người đã vào coi livestream rồi thì chấm bài tương tác trên live giúp bên em luôn các chị yêu nha. Ai mọi người vào xem live rồi thì tranh thủ mình đặt hàng trong khung giờ live giúp em nè. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho chị yêu mình một em đầm rất là đẹp luôn. Đây các chị yêu mình xem cho em nha. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi, đầm dạ hội nha. Ba tông màu cho mọi người tha hồ lựa chọn luôn. Chị yêu nào mọi người đã vào xem livestream rồi thì cho em một chấm comment trên live luôn các chị yêu ha. Đầm em mặc ngày hôm nay đây cho mình đó là mã số sản phẩm DT863 và màu của em mặc đây là tông màu đen, màu đỏ với lại có thêm màu xanh coban. Mọi người sẽ thấy là ít khi nào mà mình lên một cái em đầm dạ hội màu đen lắm đúng không ạ? Đây là hình như là mẫu duy nhất luôn. Em về cho các chị yêu mình là màu đen các chị yêu nha, và cái form đầm này thì rất là đẹp luôn. Thứ nhất là em sẽ sale luôn cho mọi người trong khung giờ live, và thứ hai là miễn ship giao hàng luôn. Cho nên là chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi thì nhanh tay đặt hàng các chị yêu nha. Đây nha mọi người ơi, mã đầm DT863 nè, đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Và cái form đầm này của bên em đang mặc đây cho chị yêu mình là có tới 3 tông màu. Màu thứ nhất là tông màu đen nè, thứ hai sẽ là tông màu xanh coban, và thứ ba là tông màu đỏ các chị nha. Cái này em gọi là tông màu đỏ rượu nha mọi người ơi. Và mã đầm DT863 hôm nay em giảm giá cho chị yêu mình trong khung giờ live và miễn ship giao hàng luôn. Cho nên là mọi người tranh thủ đặt hàng, đây là đằng sau của đầm các chị yêu nha. Mọi người nhìn cho em nè, cái em đầm DT863 này là nó đẹp từ đằng trước ra đằng sau luôn. Và form đầm này sẽ là một cái em đầm dạ hội các chị ha. Một cái mã đầm dạ hội như thế này ở trên thị trường cho em là phải mấy triệu một đầm. Hôm nay các chị nào mình đặt hàng trong line đầm DT863 có từ size M tới size 7XL luôn. Chị nào mọi người size lớn là tầm 70kg, 80kg là đều mặc vừa luôn các chị nha. Em giảm cho chị yêu mình ở trên livestream sẽ là 1.459.000 các chị yêu nha. Để em coi lại giá nè. Đầm của em đang cầm đây là DT863. Ai đặt hàng thì nhanh tay chốt đơn giùm em. DT863 bao nhiêu tiền ta? 1.459.000 đồng các chị yêu nha. Ngoài ra các chị còn được thêm là free ship giao hàng đến tận nhà luôn. Cái này là tông màu xanh coban nè mọi người. Đây là tông màu đỏ rượu. Cái màu đỏ rượu này rất là đẹp luôn. Em sẽ cho chị yêu mình xem kỹ từng màu, và màu em mặc là màu đen. Đây mọi người nhìn cho em nha. Có mút lót ngực nha. Hoa sẽ là hoa thêu nổi, và cái này là hoa kim sa nè mọi người ơi. Ở đằng sau bên em nè, làm khóa kéo, ở trên là phối ren không hề bị hở, bởi vì ở dưới này em đã làm lót rồi nha. Ở bên dưới là lót, ren là ren, và hoa nè mọi người coi gần lại giùm em. Hoa ren thêu nổi và ren kim sa, phần tay sẽ là tay phối lưới. Hôm qua có chị khách ở dưới Đồng Nai. Hôm qua có chị khách ở dưới Đồng ở dưới Bà Rịa các chị nha. Lên shop em mua hai cái mẫu đầm này giá là 3 triệu mấy, hai đầm luôn các chị yêu nha, là các chị biết rồi, mua hai cái, một cái màu đen, một cái màu đỏ để về nhà đi đám cưới. Đó là các chị biết là cái đầm này khách của bên em rất là nhiều, chị thích luôn. Còn có hôm trước thì sẽ có một cái chị ở trong Sài Gòn đến cửa hàng em mua ba cái đầm này, ba màu khác nhau cho ba chị em đi đám cưới cháu các chị ha. Là cái mẫu này là một trong những cái em đầm dạ hội em bán chạy nhất luôn. Mọi người tới thử một cái là các chị chốt liền, bởi vì nếu các chị đi may cũng là 2 triệu mấy một đầm, mà bây giờ các chị mua sẵn tại cửa hàng bên em có đầy đủ size từ M tới size 7XL luôn, là tới 85kg luôn, và giá cũng chỉ có 1.459.000 đồng thôi, và các chị còn được thêm là free ship giao hàng đến tận nhà mọi người nha. Đó, vừa rẻ vừa đẹp mà lại còn vừa sang. Cái form đầm này cho em đang mặc đây cho chị yêu mình là đầm dài, và chiều dài của mẫu đầm này là 135cm, dài chạm đất luôn. Ở bên trong đầm sẽ là lót lụa các chị nha. Bên ngoài cho bên em sẽ là chất liệu là cái chất liệu là lụa Hàn rồi. Ở bên trong này sẽ lót lụa Latin các chị nha. Cái lụa Latin này nó sẽ là có cái độ bóng nè, mà nhiều người nhìn hai cái chất vải nó khác nhau. Ở bên ngoài em sẽ lót cho chị yêu mình đây là vải lụa Hàn, và bên trong sẽ là lót lụa Latin, nó sẽ là có cái độ bóng hơn này các chị nha, và mặc lên nó rất là mát. Màu của em mặc đây sẽ là màu đen. Ở đây em có là màu đỏ rượu với lại màu xanh coban, 1.459.000. Nhưng mà thật sự là nếu như mà để các chị mà đi đám cưới á, các chị mua cái đầm này, hoặc chị nào mà làm xui da, làm bà xui này kia, các chị mua đầm này hoàn toàn xứng đáng và rẻ hơn các chị đi may rất là nhiều. DT863 em đã bán số lượng rất là nhiều rồi ha. Và đầm dạ hội này em chỉ nhận đơn cho khách nào mình đặt hàng trước thôi. Nếu như mà các chị yêu nào mình đặt hàng cho bên em trong giờ live thì em sẽ về cho mọi người. Tại vì size em về bao nhiêu là sẽ hết hàng bấy nhiêu các chị yêu nha. Chủ yếu là những chị nào mình đặt hàng mới có những cái mã dạ hội này thôi. Đây là đầm DT863 các chị yêu nha.
Hơi mờ em ơi, ok chị yêu nè, đợi em tí xíu nha. Mọi người xem livestream mà thấy mờ thì các chị yêu mình báo cho em biết nha, để em chỉnh lại cái mạng một tí xíu. Rồi các Dạ rồi mọi người ơi, các chị yêu mình coi livestream mình có thấy rõ không hay là thấy mờ thì comment cho em biết nha. Đầm của em đang mặc đây sẽ là đầm DT863, có cho chị yêu màu xanh coban nè, có cho chị là màu đỏ đỏ rượu nè, với màu em mặc là màu đen. Cái đầm này á, thợ của bên em báo là may á, mẫu này là phải tốn 4-5 mét vải luôn các chị nha, hai lớp 4-5 mét vải gì đó, chiều dài của đầm nè. Đem đứng xa cho chị xem, các chị coi like thấy mờ thì báo cho em liền các chị nha, để em chỉnh lại cái mạng á, tại vì mạng wifi hôm nay nó bị yếu quá các chị ơi. Rồi mọi người thông cảm là coi nếu mà mờ thì báo em biết nha. Rồi đây nha mọi người, đây là cái chiều dài của đầm 135 cm, ở bên ngoài là vải lụa Hàn và bên trong là lụa Latin. Cái form đầm các chị sẽ thấy là rũ như vậy, và thật sự là màu đen mặc rất đẹp các chị ơi. Nếu như các chị đi tiệc mà các chị làm bà suya hay là các chị đi tiệc buổi tối, các chị mặc màu đen là rất là đẹp luôn các chị nha, mà nhìn sang nữa. Và nhiều chị shop em là 70kg, 80kg ra ngoài không có tiệm nào có size, mà đến cửa hàng bên em mua những cái đầm dạ hội này lại có size tới 8XL các chị nhá. Đó đó là cái ưu điểm là bên em có về size lớn luôn, mà giá ưu đãi 1.459.000 đồng các chị nhá. Ngoài ra các chị yêu được thêm là miễn ship giao hàng đến tận nhà luôn, và em sẽ hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa. Ở trên là em làm phối ren nè, tay này em làm cho chị là tay thêu hoa ngay phần tay cho chị yêu mình luôn. Đó, đây tay phối ren cho chị yêu mình xuống dưới đây luôn nha. Và bên trước nè, toàn bộ phối ren có mút lót ngực nè, ren nè mọi người thấy không. Và đây là xếp ly eo cho chị yêu mình ha. Đầm này là đầm DT863 1.459.000 đồng, MLXL cho tới size 7XL nha, 85kg đổ về là vừa. Và hôm nay thì em sẽ free ship giao hàng đến tận nhà luôn, cho nên là chị nào mình đặt hàng tranh thủ comment cho em số điện thoại liền các chị yêu ha. Em ok chị yêu fan Kiều Trang lấy đầm DT863 size M. Cảm ơn chị yêu Nhi Ngọc lấy mã đầm DT863. Chị Hương Hương lấy mã đầm DT863 nè. Chị yêu Mimi em thấy thì yêu lấy mã đầm DT863. Cảm ơn chị yêu Hồng Thúy nè. Chào chị yêu Nguyễn Kim Anh đã vào xem livestream luôn nha. Em ok chị yêu Nguyễn Ánh Ngọc lấy size XL. Mọi người ơi, đầm dạ hội 1.459.000, màu đen cực kỳ đẹp các chị yêu nha. Size số đầy đủ, nếu như mà chị nào đặt hàng trong like kèm với số điện thoại giúp em sẽ có nhân viên tư vấn nè. Em chuẩn bị qua mẫu nha, đây sẽ là tông màu đỏ rượu. Mọi người coi cái màu đỏ rượu cho em nè, trời ơi đẹp lắm. Cái màu đỏ đô nó sẽ là tươi hơn, còn này là màu đỏ rượu các chị nha. Cái phông váy nè, đây em quay sát lại cho chị yêu mình xem cái hoa. Đó, hoa này sẽ là hoa ren thêu nổi và có mút lót ngực đằng sau nè mọi người nha. Đầm này cho bên em là thêu đính hoa cả mặt đằng trước và mặt đằng sau. Đây là mặt đằng sau các chị nha. Đó, quá đẹp. Đây là xanh coban, hai màu tha hồ lựa chọn luôn ạ. Nhớ giùm em là đặt hàng trên like. Bây giờ em qua mẫu mới nè, DT863 các chị yêu ha. À, lên mẫu trẻ hơn xíu đi shop. Ok chị Dung Trần nha. Giờ thì em qua mẫu mới. Đồ của bên em thì đa số là đồ công sở với lại trung niên thôi à. Cho nên là cái những cái mẫu dạ hội này bên em về là chủ yếu cho mấy chị xui nha. Nếu như mà chị nào chuẩn bị đi đám cưới nè, chuẩn bị làm bà xui á, thì các chị yêu mình có thể mặc được những cái dáng đầm này. Đầm này cho bên em là dành cho những chị xui nha. Chủ yếu là nhiều chị đến cửa hàng bên em là mua những cái đầm dạ hội này để ví dụ như đi đám cưới này kia, đi tiệc các kiểu. Rồi bây giờ thì em sẽ lên mẫu trẻ hơn đúng không ạ. Em sẽ lên một em đầm xinh xắn một tí xíu các chị yêu nha. Chị nào vào coi like rồi thì chấm bài giùm em. Ai mình đặt hàng thấy số lạ gọi tới thì nghe máy. Rồi bây giờ mình tiếp tục qua mẫu mới luôn các chị nha. Em sẽ lên một em đầm rất là dễ thương luôn. Mọi người đợi em một tí xíu các chị yêu nha. Các chị đặt hàng mà thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận giùm em, sẽ có nhân viên em tư vấn luôn.
Dạ rồi, các chị ơi em qua mẫu nha, chị nào vào đặt hàng thì nhanh tay. Dạ rồi, chào chị Yêu Dũng Lê vào vào coi livestream nhá. Xin chào chị Dung Trần đã vào xem live nè. Rồi bây giờ em qua mẫu mới các chị yêu ạ. Em lên cho các chị yêu mình đó là mã đầm tiếp theo, một em đầm hoa DV050. Có chị hỏi là em ơi lên mẫu trẻ tí xíu nha, giờ lên cái mẫu là tông màu kiểu như là màu nhẹ nhàng gam màu Hàn Quốc các chị yêu ạ. Chị nào vào coi live rồi thì nhanh tay chốt đơn liền nè. Đây bây giờ em qua mẫu mới các chị yêu mình luôn. Mã đầm tiếp theo em mặc đây cho mọi người, đây sẽ là một em đầm hoa cực kỳ xinh, màu hoa nhí các chị yêu nha. Và gam màu của cái mẫu đầm này nó sẽ là một cái gam màu nó rất là nhẹ nhàng, rất là nữ tính luôn. Đầm của em đang mặc đây cho mọi người đó là đầm DV050. Mẫu này thì em mới về nha, bên trong lót nó cũng là màu hồng luôn và bên ngoài cái hoa của nó cũng là màu hồng luôn các chị yêu nha. Trời ơi nó xinh cực kỳ luôn mọi người ơi. Chị nào mọi người vào coi live rồi thì nhanh tay là đặt hàng trong khung giờ livestream luôn các chị yêu ha. Thứ nhất là các chị yêu mình đặt hàng trên live mình đã được giảm giá nè, được free ship nữa, cho nên là mọi người nhớ là chốt đơn trong live giúp em. Mã sản phẩm của em đang cầm đây cho chị yêu mình đó là em đầm DV cho bên em là 050 và có cho các chị yêu mình hai màu, một là màu đen và hai sẽ là màu hồng. Đầm này của em thì đang bán với mức giá là 580 các chị yêu nha. Có túi cho mình luôn nha các chị ơi. Đầm này là em có làm túi nè, rất là xinh. Mã đầm mà DV050 này là có túi các chị nha. Và có hai gam màu cho chị yêu mình lựa chọn, một là gam màu đen, hoa tiết là sẽ là hoa hồng nè. Còn màu em mặc đây cũng là màu hồng nhẹ và lên họa tiết hoa hồng luôn các chị nha. Có túi hai bên cho mọi người rất là thoải mái. Đầm DV050 này hôm nay chị nào đặt hàng trong khung giờ live em sale luôn cho chị yêu mình còn với giá là 580 thôi. Và em free ship giao hàng đến tận nhà các chị yêu nha. 580 và miễn ship giao hàng đến tận nhà, có hai lớp. Ở bên ngoài sẽ là von hàn và bên trong là lót lụa. Mọi người nhìn cái chất von hàn bên ngoài giùm em nè, nó mềm nha, nó mát cực kỳ luôn. Và bên trong em đã làm lót lụa cho chị rồi, cho nên các chị đừng có sợ bị mỏng. Đầm em làm hai lớp là mặc yên tâm là dày dặn luôn các chị yêu nha. Mẫu này của bên em là DV050 và kèm với số điện thoại giúp em các chị yêu ha. Màu đen và có cho chị là tông màu hồng. Dạ rồi chị yêu Văn Văn ơi, mình đổi bên em mẫu gì ạ? À? Tại vì có một số mẫu bên em phải may nữa chị yêu nhá. Có gì mình nhắn tin lại cho em đi, em sẽ kiểm tra lại đơn hàng cho mình coi gửi cho mình lại chưa nha. Tại vì nếu như các chị yêu mình đổi sai, hàng của bên em chủ yếu là hàng đặt đó. Em nói rồi là những cái mẫu nào mà các chị chỉ có đặt hàng mới có thôi. Còn hiện tại là em chưa có sẵn size á, về bao nhiêu là sẽ hết bấy nhiêu. Tại em may là may thủ công á mọi người, cho nên là thời gian nó hơi chậm một tí xíu. Nhưng mà được cái là ưu điểm đó chính là may thủ công thì nó sẽ đẹp và nó ít bị lỗi lắm mọi người ơi. May từng đường kim mũi chỉ rất là chuẩn luôn. Thợ bên em là từng ngồi từng cái cho chị yêu mình á, cho nên nó chậm hơn một tí xíu. Và hàng thì không có sẵn, cho nên nếu như mà mình muốn đổi size thì em phải lại may cái khác cho mình nữa, cho nên là nó hơi chậm nha chị nha. Có gì mình nhắn tin lại trang bay giùm em đi, em sẽ hỗ trợ đổi size cho mình luôn. Hàng thì nói thật với các chị, một lần em về cho chị yêu mình được một tầm 100 cái thì thật sự là giao một cái là hết luôn, không có nhiều mọi người ơi. Và khách đã đặt hàng hết rồi, cho nên là về bao nhiêu là hết luôn, không có sẵn đó mọi người, cho nên là không có thể mà đổi liền size cho các chị yêu mình được. Thì các chị yêu có thể là nhắn tin là em sẽ hối hàng cho mình nha. Rồi mọi người ai cần gấp thì báo với nhân viên cho em để em may trước cho các chị yêu luôn. Mọi người ơi, đầm này sẽ là mã số cho em là DV050 các chị hoa, giá sẽ là 580 ạ. Màu lên sẽ là một là màu trắng với hai sẽ là tông màu hồng. Hai màu này màu nào cũng xinh hết. Và ngoài ra khi chị mình đặt hàng trên live là còn được thêm free ship nữa nha mọi người ơi. Màu rất là đẹp luôn nè, các chị xem giùm em nha. Váy lên thì rất là thướt tha và nữ tính ở bên trong lót cho chị yêu mình luôn. Và đầm này thì có khóa kéo cho mọi người luôn ạ. Hai lớp các chị yêu nha. Chị yêu nào mọi người đặt hàng thì kèm cho em thứ nhất là mã sản phẩm nè, thứ hai là kèm với số điện thoại để nhân viên em chốt đơn cho mình các chị yêu nha. Mọi người đặt hàng trong khung giờ live giùm em. DT863 chị Nhung Mỹ lấy size M, nghe máy xác nhận giùm em với ạ. Ok chị Nguyễn Hoàn, đầm dễ thương quá. Đầm này màu rất là ngọt ngào. Một là tông màu đen, hai sẽ là tông màu cho em đây là màu hồng các chị yêu nha. Một là đen và hai là hồng. Size ML, XL tới size 2XL và dành cho chị yêu nào mọi người từ 70kg đổ về là mặc đẹp luôn các chị yêu nha. Giá em bán cái đầm này sẽ là 580 thôi và em free ship giao hàng trên toàn quốc. Cái phần cổ em làm là cổ tròn và tay thì sẽ làm dáng cho chị yêu mình đó là tay lỡ các chị ha. Phần tay sẽ là tay lỡ và bồng nhẹ rất là xinh luôn, siêu xinh. Đầm này còn có túi nữa nha mọi người. DV050 nha, ai đặt hàng nghe máy xác nhận sẽ có nhân viên tư vấn. Đầm này em có may túi nè mọi người ơi.
có lớp lót bên trong hai lớp nha, bên ngoài là von hàn, bên trong là lót lụa. Rồi bây giờ em qua mẫu các chị yêu nha, các chị nhớ đặt hàng trong giờ live giúp em, thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận các chị yêu ha. Bây giờ thì em đi thay mẫu ạ. Và các chị ơi, chắc là một tí xíu là em sẽ lên các chị yêu thêm một live stream nữa. Live stream cuối cùng trong live tối nay, có gì các chị yêu mình vào coi live sau giùm em các chị yêu nha. Em sẽ quay trở lại trong vài phút nữa thôi nha. Cảm ơn mọi người ạ.